một mảnh đất có diện tích là 1029 m nha anh chị. Có sẵn 150 m thổ cư tại trung tâm thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Chủ đang chào bán cái mảnh đất này giá 2 tỷ tư có thương lượng nha. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh Đỗ Trung chuyên bất động sản Đồng Nai. Thì chúng đang ở vị trí này là thuộc khu phố 1 thị trấn Vĩnh An nha mảnh đất này thì chủ người ta đã cắm cọc xanh bóc hết rồi đang cho uh, hàng xóm mượn để trồng bắp như này chủ thì ở ngoài uh, bà rìa vũng tàu lận nhanh chị mảnh đất của mình là sát từ cái hàng rào đó sát từ cái bức tường đỏ đó kéo dài xuống đây là 16 m mét nhanh chị ngang 16 m và kéo dài vào phía sau một cạnh là 67,8 m mét một cạnh là 66 m và phía sau thì hẹp hậu lại còn 14,2 m nha anh chị. Trong này người ta đang trồng bắp nên là cũng không có gì để mà đi chui vào nó hơi rậm đó anh chị. Chất đất đây là đất đen nha anh chị. Đất đen rất là tốt, đất này thì anh chị thấy là bắp xanh cực kỳ tốt luôn nha, đất bằng phẳng. Có sẵn 150 m thổ cư rồi nha anh chị. Xung quanh hàng xóm ở đây nhà hàng xóm san sát đây này đường này trước đất là đường rộng 5m nha còn là đường đất từ đây mình đi thẳng lên kia rồi dễ phải ra khoảng độ 500m là ra tới đường DT767 nha à xin lỗi đường đó là đường DT762 nha anh chị đường đó đi chạy ngược lên khoảng 4 cây số là lên trung tâm thị trấn Vĩnh An nha và hướng đi ngược lại là ra quốc lộ 20 đường đất này đi thẳng vào đây rồi cũng ra lại đường DT762 nha anh chị, đường thông đi vào đây còn khoảng 4 5 nhà nữa. Rồi sau đó mình rẽ trái lại ra đường DT762 như lúc đầu. Khu này từ đây mà đi ra bờ hồ Trị An thì khoảng độ một cây số thôi. Trong này thấy có bên xa xa kia có nhà người ta nuôi yến đấy anh chị. Nguyên cái khu này là bên này thì cũng có hàng xóm nhà người ta ở rồi. Mảnh vườn của mình bên này vì chỉ là đất trống có vườn bắp thôi nên là chúng cũng không có lội vào chi tiết và sẽ mời anh chị mình xem thực tế trên flycam sẽ rõ hơn nhé đất thì bằng nhìn trên trực thực tế đây cũng đất bằng là có cắm cọc dây mốc rồi dài là tới chỗ cái cây cây đó chúng cũng không biết cây đấy hình như là cây giá tị đó cái cây cao cao đó dài tới đó luôn nhá bắp đang uh, đang thăm dâu này bắp này đang uh, độ tuổi này là có thể uh, bắp trắng thế này là luộc được rồi đó bắp uh, luộc ăn được rồi nhá à trước đây thì uh, ngay trên đây thì có uh, đồng hồ điện ngay trước đất này đồng hồ trụ uh, điện nhà nước có điện có wifi rồi nhá đây chúng đi lên xích lên đây xỉu cho anh chị mình uh, thấy cái nhà dân xung quanh đây đồng hồ điện này và trạm wifi đầy đủ rồi nha anh chị nhà dân xung quanh rất là đông rồi mảnh đất này thì phù hợp để cho anh chị nào muốn mua về làm nhà vườn nhá nhà vườn nhỏ xinh ấy hơn một hơn một ngàn mét một xíu thôi thì cũng không có quá rộng giá 2 tỷ tư giá này thì có thể thương lượng xíu nha đang quay gió chó nó ra nhà người ta ở ba bề bốn bốn bên rồi anh chị mình về đây không có sợ là hẻo lánh đâu. Đường này thì xe hơi ra vào thoải mái anh chị mình nhá. Đây là vị trí ấy, mảnh đất của mình nhá. Xung quanh hàng xóm ở một cái khóm dân cư tương đối là đông rồi đây. Bọc ra cái đường nhựa phía ngoài đó là đường DT762 anh chị. trục đường tỉnh nối giữa trung tâm thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu lên tới quốc lộ 20 đoạn xã Quang Trung của huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai nha. Xung quanh đây thì dân cư tương đối là đông rồi. Từ vị trí này mà mình đi ra chợ gần nhất là chợ khu phố 1 khoảng độ 2 cây số thôi anh chị. Và nếu mà anh chị đi lên à, à, khu du lịch đảo ó thì mình sẽ đi à, khoảng độ hơn một cây là ra đến chỗ cái bến bến đò để đi ra khu du lịch đảo ó đồng trường đấy anh chị. Đây là phía sau của lô đất mình nha. Nhìn chung là đất của mình hết nguyên cái vườn bắp này. Rất là bằng phẳng luôn. Trên đất thì không có đá và cũng không có mồ mả gì. Anh chị mình yên tâm nhé. Đây. Nhà người ta ở xung quanh đây rồi. Nên là mình cũng yên tâm là không sợ vắng. Đường thông nhé. Và gần phía trước đất này mình đường đường đất này quy hoạch đường mở rất là rộng mở một con đường song song với đường DT762 phía ngoài kia. Đường khúc này cũng quy hoạch là khu bàn cờ, đường thông thoáng nhau. Dù hiện trạng vẫn là đường đất nhưng mà tương lai thì sẽ lên đường bê tông thôi. Dù gì thì đây cũng là đất của thuộc đất ở đô thị. Dân cư tương đối là đông đúc rồi. Từ đây mà mình đi ra tới ngã ba Trị An của huyện Trảng Bom ấy, thì khoảng độ 20 khoảng 10, 18 19 cây số nhé và đi lên tới trung tâm thành phố Biên Hòa là 25 cây số mình đi đường D, đi từ DT762 này lên gặp một cái ngã ba đường DT767 rồi là mình dễ trái ra quốc lộ 1A khi đi trên đường đấy mình sẽ đi qua khu công nghiệp sông mây nhé một khu công nghiệp rất là lớn của huyện Trảng Bom và ra tới ngã ba Trị An là đường giao giữa đường DT767 và đường quốc lộ 1A đó sau đó mình sẽ dễ phải theo quốc lộ 1A để đi lên trung tâm của thành phố Biên Hòa. Ngược lại, nếu mà mình đi lên tới trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, trung đo lên tới Suối Tiên ấy, thì tầm khoảng là 40 cây nha anh chị. Đi về đây thì đâu đó khoảng hơn một tiếng. Anh chị mà muốn mua một mảnh đất tương đối phù hợp, không quá rộng để làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì tham khảo miếng này về đây thì mình buổi chiều mình có thể đi bộ ra bờ hồ trị an để mình đi uh, hóng mát đi thể dục đều được nhé đây chúng mình quay vòng quanh thì cũng lấy cái vị trí lô đất của mình làm trung tâm đây phía sau của mình là có một cái vườn chuối và khu dân cư nhé rồi xa xa phía ngoài kia đó mảng trắng đó chính là lòng hồ trị an hồ thủy điện lớn nhất khu vực uh, miền nam này nhé đó hồ thủy điện trị an rất là mát ở gần hồ nước nên là không khí trong lành nó vẫn luôn luôn là mát hơn so với những cái khu vực mà ở xa xa hồ có thể đi bộ hoặc là đạp xe đạp ra bờ hồ này đi dạo ngắm cảnh đều được nhanh chị đường xá đi về đây thì rất là tiện xe hơi vào tận nơi đường thông thoáng từ đây mà mình đi ra trung tâm thị trấn Vĩnh An tầm 3 tới 4 cây số đâu đó. Nên là cũng không quá xa trung tâm. Chỗ này là khu phố 1, khu phố đầu tiên của thị trấn Vĩnh An. Đây là hình sổ nha anh chị. Sổ này thì mới được chủ mua, chủ mới mua lại hồi năm 2021. Và chủ này sổ giữ ở nhà nhé. Sổ đất này thì không có vay ngân hàng. Nếu mà anh chị... À, có thể công chứng sang tên liền được được thì cũng uh, rất là tiện không phải đi xóa thế chấp hay là uh, chờ bồi tiền tại vì chủ người ta không có vay ngân hàng đấy chị nhưng mà theo định giá của ngân hàng thì sổ này vay được tầm uh, 1 tỷ 8 nha anh chị giá bán 2 tỷ tư ngân hàng cho hỗ trợ 1 tỷ 8 chủ có hỗ trợ công chứng ba bên nhé trên sổ này thì người ta có áp cái vị trí thổ cư rồi cuối video thì bây giờ chúng sẽ quay vị trí từ đây mà mình đi ra ngoài uh... Đường đến tới đường DT767 nhá. Đây. Chúng quay uh, chi tiết hai bên đường để cho anh chị thấy được rõ là khu này thì dân cư nhà người ta rất là đông rồi. Đường là đường thông nha anh chị, quay lại cũng được là đường thông, chú vừa nãy chú nói đường thông đi ra 767 hết rồi luôn. Đường này thì xe hơi 7 chỗ hay xe tải nhỏ đi ra vào thoải mái. Đây người ta đổ đá mi tới đây rồi này. Đấy bên tay phải chúng đây là có cái uh, nhà nghỉ nhà nghỉ Thánh Ngân nhá. Đó, kia. Ra kia là đường DT762 rồi. Chắc cách đường DT762 khoảng 300 m thôi chị ạ, à? không tới 500 m đâu. Đoạn đường này thì họ mới đổ đá mi lưu xe hơi đã vào thoải mái nhá. Đây, cái đầu đường của mình là có cái tạp hóa cũng rất rất là lớn rồi. Đó, hướng này là hướng đi lên đường lên trung tâm thị trấn Vĩnh An rồi đi Biên Hòa nha. Còn hướng ngược lại là đi ra quốc lộ 20 Và tới đây thì Trung cũng xin kết thúc video Cảm ơn anh chị đã share theo dõi à, ủng hộ một like, một đăng ký kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ